Thì con tiếp theo sẽ chính là con Pokemon Mega đầu tiên của Sanji, chính là Mega Lugia. Thì vẫn có nhiều người tranh cãi ở chặng 4 với Sinnoh, nếu mà Sinnoh không bút cho con Kogekiss lên Diamond á thì hãy cho Lugia lên Mega thì Lugia sẽ thua. Nhưng mà mình không nghĩ vậy, người kỹ đi, người thấy cái chặng mà quấn với con Kogekiss không? Quy kết hại bài cây, nhưng mà người thấy quy kết thích châu cỡ nào không? Quýnh nhiều chặng rồi quýnh quá trời quýnh luôn không chết, đại lão dính nguyên đạn ba đạo khổng lồ luôn mà vẫn không chết nha. Cừ đai mát xuống xong cỡ không quýnh cừ giả thường xong quýnh cừ dạng đai mát nha, xong ngã xuống dạng thường luôn không chết vẫn còn chịu được được, xong rồi quýnh một hồi nó mới chết. Mọi người thấy nó trâu bò cỡ nào không? Thì là mày đã có bà chỉ được kính á, bà chính là cho ra coi kết đúng thì có thể nếu kiếm đai mắt lên là có thể được căng tốc độ lên nè, nếu dùng bấy dùng chiêu hệ bay liên tục á thì cô kết sẽ được tốc độ xuyên nhanh lên được và bốn con sẽ không thay đổi kèm theo được. Mà xe này tính vậy thì cũng đúng đi, nhưng mà mọi người nghĩ lại đi, tôi kết nó nếu mà những bộ thường của xe sẽ quýnh á thì không nào quýnh được coi kết đâu, tại kích nó quá là hột vàng là trâu bò luôn á, quýnh cứ vậy mà không chết mà biết ha. Đúng thiệt thì mình nghĩ là cơ bắp với taxi á nó lộn, cơ bắp của xe Yuna á không chỉ gì sắc hơn nhưng mà hưu với con Lucario thì có cái gì đó nó hơi khó chịu cho người xem xíu, tại vì nó chỉ chịu một vài đòn của con dịch Komori thôi, nên là dịch Komori tiến hóa lên dùng Gala cơ điều đánh kêu rồi không nhớ nữa, chỉ còn Komori thôi. Nghĩ là Komori chiêu đó là vẫn chưa đủ đam với con đó ha, mình nên mình nghĩ là chiến thắng thì chiến thắng nhưng mà không thuyết phục được lắm. Đúng đúng rồi, cứ nói là Mega kiếm nó lên Mega là đổ cho bò nè, rồi sức mạnh cũng căng lên nữa, sức công cũng căng lên nữa, nên kiếm nó ra lên thì Lugia chiến thắng thì cũng hợp lý, nên cũng phải là nói được nhé. Hay cái bên nghĩ là bên dùng tiếp theo lên đứng á, mình phân trang giữa Kenga và Kaido, thì Kaido lúc đầu sẽ sử phục chưa hưu bất kỳ cái nào, nhưng từ khi tác giả bút cho Kenga lên dạng là Kyo Daimat thì Kenga bắt đầu mạnh lên, Kaido bắt đầu yếu lại, nên nghĩ thật mình giờ không biết con nào nên đứng đầu nữa, giống như của em đó nè. Thì mình nghĩ là mình có một cái gì đó hít cái điêu thì cho cái điêu đứng trên Genga xíu ha, và sau đó mình sẽ cho Genga đứng tiếp theo ha, thì mình sẽ cho Genga đứng vị trí sau cái điêu, tại vì đúng là mình không biết nó sao nữa, nhưng mà mình thấy Genga cái điêu nó cứ ngang ngửa nhau là sao á, nhưng mà cái điều nó nên sẽ cho cái điều lên trước gen ra một bước nha, lại là thôi mình nghĩ là bôn tiếp theo nó đứng dùng tiếp theo á chỉ cái là cái con bôn hệ quá hạch của sở thị á, nhưng mình không có mình sẽ không cho đứng được, và con tiếp theo đứng dùng theo á là con dịch cao modigi chính là nó đội hình đừng chích cái gai nữa rồi. Đội hình mà giờ đã giúp Sakashi chiến thắng được giải địch Pokemon thế giới nha mọi người ơi. Đây. Đội hình này. Thì có nhiều vẫn có nhiều con mình chưa có được ha. Thì riêng mình sẽ sắp xếp như thế này đây. Thì không biết mọi người sẽ sắp xếp như thế nào nha mọi người. Thì mọi người sẽ nếu như mọi người nếu mọi người như mình á thì mọi người sẽ sắp xếp sau, mọi người có sắp xếp giống như mình không ha. Ok thì nếu như mọi người thì mình sẽ đăng video lên thì mọi người cứ bình luận dưới video này giùm mình ha. Ok thì video này cũng đã hết rồi, thì mọi người ở những video sau nha, nói chung là mình sẽ còn quay dài video nói về những mô hình của mình nữa, và một video mình sẽ đấu về những nhân vật Sakashi cần đấu, còn những đối thủ Sakashi cần đấu nha.
Mình sẽ không nói kênh của nó, mình sẽ đây để Momo thôi cho mình, cho mọi người đón nha. Ok ok cảm ơn cảm biệt mọi người ha. Nếu thấy video hay cho anh một like, một subscribe, một chia sẻ nha. Em ngồi ở những video sau. Bye bye.